Ủa thầy dẫn em ra đây là muốn trà sữa cho cô trò gần gũi hơn thôi. Gần gũi gì chứ, khoảng cách muốn cảnh ngàn năm ánh sáng rồi. Hoàng Anh, em cho anh cơ hội làm người yêu em nha. Anh là ai? Tôi có biết anh đâu. Chẳng lẽ là Nguyền Linh Nghiệm? Ủa, cái gì mà lời nguyện ở đây nữa trời. Thằng Anh tặng em. Làm cái gì vậy? Thầy có chuyện gì thì tự giải quyết đi. Đừng có nói với tôi. Bữa nay thầy nổi tiếng lắm đó nha. Em ra làm cho cả cái trường này biết bây giờ. Được, đi theo thầy.